bạn vượt qua thử thách. Là nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh. Cách bạn thách thức bản thân mỗi ngày sẽ khiến mọi người noi theo. Trải nghiệm những chuyến phiêu lưu đầy phong cách cùng Ford Everest Sport. Thiết kế mới, năng động, thể thao, cả nội thất và ngoại thất. Động cơ turbo 180 PS mạnh mẽ. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Hãy theo đuổi hành trình của riêng bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Hôm nay cùng Mạnh Phiêu tham quan chiếc Ford Everest hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Hôm nay Mạnh Phiêu sẽ quay clip xung quanh xe, chiếc xe vừa mới cập bến tại Phú Mỹ Ford, để các bạn cùng chiêm ngưỡng ngoại hình của xe như thế nào. Sorry các bạn vì clip này quá hot nên mình phải quay trong điều kiện là xe vừa cập bến tại Phú Mỹ Ford, đang chuẩn bị được rửa xe để lên trưng bày, nên mình quay ngay trong khoang cabin rửa xe để các bạn cùng tham quan nội ngoại thất xung quanh xe chi tiết xem. Với thiết kế hoàn toàn mới, mâm hợp kim nhôm được sơn đen rất là đẹp mắt. Đó. Các bạn xem ngoại hình của xe nó sẽ khác biệt với phiên bản titanium một cầu và hai cầu như thế nào nha. Xe đang khóa, mình chưa vào quay qua nội thất được, nên các bạn xem xung quanh xe. Đây là phiên bản động cơ single turbo 180 mã lực kết hợp hộp số tự động 10 cấp, cho ra công suất cực đại là 180 mã lực ha. Đó. Có camera sau luôn ha các bạn. Đó. Với chữ Sport ở phía sau, hoàn toàn mới. Đây là phiên bản rất được mong đợi tại thị trường Việt Nam, với giá bán công bố là 1 tỷ 112, với chương trình khuyến mãi tặng kèm camera hành trình, bảo hiểm vật chất xe. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Mạnh Phiêu 0915116831 để sở hữu em nó trong thời gian sớm nhất, vào ngày 20 tháng 3 này tại đại lý Ford Phú Mỹ sẽ làm lễ ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam đầu tiên. Mời quý khán giả và khách hàng đến tham quan tại Phú Mỹ Ford, chương trình từ 9 giờ cho đến 12 giờ vào thứ bảy tuần sau nhé cả nhà. Các bạn thấy video clip hữu ích thì vui lòng like, subscribe kênh để mình có thêm động lực làm những video clip review tiếp theo chi tiết em nói. Cảm ơn.